Thôi thôi, bà nó bà học đó chị, bà có làm gì đó, coi có tìm nè. Kiểu như bà nhát á, vì làm lâu, đau lưng, đau đũa. Làm kia nhanh gọn lại cho nó khỏe. Biểu mẹ ngồi đó mà mẹ mài. Vừa rồi ai xem mau cho ai mà họ ngủ luôn phải không ta? Thuận. Thuận à? Ừ. Tại vì mình là có Thuận ngủ thôi. Xem mau xem mắt. Xem mau ngủ nha. Đau à ta? Lấy điện thoại ấy đi em. Trưng điện thoại.
Ví dụ đau quá ủ tê lên được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.